Xin chào các bạn. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn giải cái đề về lập trình Java. Và ở đây đề bài của mình gồm có 3 câu là câu 1, câu 2 và câu 3. Đồng thời là đề bài họ cho sẵn mình những cái số code và việc của mình là chỉ cần hoàn thiện những cái hàm mà người ta yêu cầu. Đó thì ở đây tương ứng với cái 3 bài bài 1, bài 2, bài 3 thì chúng ta có 3 cái số code là Q1, Q2, Q3. Đó. Thì đầu tiên nhá, mình sẽ làm câu Q1 trước, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ mình sẽ mở code này. Đó thì họ đã cho sẵn mình những cái số code rồi. Và bây giờ việc của mình là chỉ cần hoàn thiện những cái số code này là xong. Ok, đấy thì bây giờ mình sẽ xem đề bài nhá. Đề bài của mình là bằng tiếng Anh. Đó. Ok, các bạn có thể dừng video lại và đọc cái đề bài này một chút. Đúng không ạ? Thì ở đây nhá, mình sẽ đọc luôn những cái phần quan trọng này. Ở đây ấy, là trong cái class employee này là nó chứa cái thông tin của employee và bao gồm là gì nhỉ? Một cái biến là name này có kiểu dữ liệu là string, một cái biến là salary, basic salary nó có kiểu dữ liệu là double. Đó thì bây giờ trong cái class employee thì mình sẽ khai báo cho nó hai cái thuộc tính là name và salary, đúng không ạ? Ở đây đề bài nó không yêu cầu là private hay là public thì mình có thể để private hoặc public cũng được nhá. Đó thì mình thường hay để private, đúng nhá. Private string name này. Tiếp đến ạ, private double salary. Đó. Ok, như vậy là mình đã thêm được hai thuộc tính cho cái class employee này. Tiếp đến này là đề bài yêu cầu là mình sẽ tạo những constructor này và những cái hàm. Đúng không ạ? Những cái hàm mà cần thiết. Đó thì bây giờ cái kinh nghiệm của mình nhé là khi mà các bạn tạo ra những cái thuộc tính cho một cái class nào đấy thì các bạn nên getter và setter tất cả những cái thuộc tính đấy, đều nhờ các bạn làm thừa hơn thiếu. Nói đầu tiên ở đây là cái employee này nó là constructor không tham số, đúng không, thì các bạn phải xóa đi, các bạn tạo lại cho nhanh, đúng nhá. Can space này. Đó, tiếp đến là constructor full tham số, full tham số nhá, thì các bạn cũng xóa đi và tạo lại bằng cái phím can space này cho nhanh, hiểu chưa? Nhưng mà các bạn lưu ý này là khi mà các bạn xóa code đi, các bạn tạo lại thì các bạn phải chú ý xem là cái thứ tự biến nó truyền vào trong cái constructor full tham số này nó có đúng theo cái thứ tự mà đề bài họ cho sẵn không. Đấy, lưu ý nhau mình nhá. Đề bài nó rất hay lừa cái vấn đề này. Đó, nhưng mà ở đây có vẻ như là nó để đúng theo cái thứ tự mà khi mà mình tạo nó tự tạo ra, đúng không? Đó. Đúng nhá. Đấy, các bạn phải Ctrl Z để các bạn xem này. Đấy, thì ở constructor full năm số mà đề bài họ cho ấy thì là họ để name đứng trước và salary đứng sau. Còn khi mà mình tạo thì nó cũng cho name đứng trước và salary đứng sau thì không sao nhá. Đúng nhá. Còn nhiều trường hợp là nó sẽ làm gì nhỉ? Nó sẽ bị ngược lại hoặc sắp xếp không đúng thứ tự. Thì các bạn phải đặc biệt lưu ý cho mình cái vấn đề này. Đó, rồi tiếp tục là mình sẽ getter, setter cho hai cái biến name và salary này nhá. Chuột phải này, insert code này. Getter setter này. Đó. Ok. Đấy. Như vậy là tạm thời xong. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xem là cái đề bài này nó yêu cầu cái gì nhá. Tiếp đến này, nó bảo là cái class seller ấy nó sẽ được gì nhỉ? Kế thừa, đúng không? Từ cái thằng employee này. Đó, và nó sẽ chứa thông tin của cái seller. Thì ở đây họ bắt mình khai báo thêm một cái biến revenue, tức là doanh thu, đúng nhá. Đó, bây giờ chúng ta vào cái class employee nhá. À, class seller nhá. Đấy, thì bây giờ chúng ta vào cái class seller nhá. Thì bây giờ chúng ta vào cái class seller nhá. Đó, thì bây giờ seller của mình là mình sẽ khai báo thêm một cái biến double revenue nữa. Ok, đó. Và cái này nó được, cái seller này nó được kế thừa từ thằng employee, đúng không? Thì đầu tiên là mình cũng có constructor không tham số này. Tiếp đến là mình có constructor full tham số. Và theo như cái thói quen là mình sẽ xóa đi, mình tạo lại cho nó nhanh, đúng không? Nhưng mà các bạn để ý xem là thứ tự nó truyền vào có đúng hay không nhá. Đấy, thì bây giờ mình tạm thời mình copy cái này. Được rồi, mình copy cái này. Mình đều phần comment này. Đó, bây giờ các bạn xóa đi. Các bạn tạo lại cho mình. Đó. Thì ở đây các bạn có thể thấy là gì? Khi mà các bạn tạo lại thì cái revenue nó sẽ đứng trước.
tiếp tục sẽ là name và cuối cùng là salary. Nhưng mà ban đầu ấy, đề bài nó cho là thứ tự là name đứng trước, revenue rồi đến salary, như vậy là sai, đúng không? Đó chính vì thế gì, các bạn nên copy cái đề bài họ cho đấy, xong rồi thay vào đây là được, đúng nhá. Đó, ok rồi. Tiếp đến là mình sẽ getter setter cho cái biến revenue này nhá. Đấy, các bạn cứ tạo thừa hơn thiếu, đúng nhá. Ok rồi, tiếp tục này. Còn gì nữa không ta? Rồi, ở đây nhá. Ở đây thì mình sẽ xuống cái thằng output trước đi. Ok, nhà mình xuống output đi. Đó thì mà khi mà các bạn chọn là 1 này, các bạn thấy không? Khi mà bạn chọn tag cây là 1 ấy. Đó thì nó sẽ in ra cái gì nhỉ? Nó in ra thông tin của thằng employee và in ra thông tin của thằng revenue. Bạn thấy không? Nó in ra này. Mình nhập name này, nhập salary này thì nó in ra name và salary này. Mình nhập thêm revenue thì nó sẽ in name, salary và revenue. Đó. Thì ở đây nhá, để in được object thì các bạn phải có cho mình hàm tool chain, đúng không? Chính vì thế là mình sẽ viết thêm một hàm tool chain nữa. Đó, và ở đây mình sẽ return về name cộng salary, đúng không? Cộng số T này. Cộng với salary. Ok. Đó thì ở đây các bạn lưu ý cho mình nhá, là cái thứ tự ở cái chỗ hàm tool chain này nó phải giống với cái thứ tự output của đề bài, đúng không? Output của đề bài là name trước rồi salary. Đó thì mình sẽ return về name của salary. Đấy, tương tự là ở cái class con là class seller thì mình cũng phải có một hàm tool chain để nó in ra cả ba cái thuộc tính này là name, salary và revenue. Đó. Ok, bây giờ tiếp tục tới cái class seller này. Đấy, đây mình cũng làm gì các bạn nhỉ? Tool chain nhá. Mình return về super, đúng nha, chấm cái name đi. Đấy, cộng với số t này, cộng với super, chấm get salary, và cuối cùng là cộng với revenue. Đấy, như vậy là xong. Ok nhá, ở đây các bạn chú ý cho mình nhá, khi mà các bạn muốn gọi tới những cái hàm mà trong class char ấy, đúng nhá, thì các bạn nên dùng cái từ khóa super cho mình, đúng nhá. Ở đây mình muốn in cái gì thì bạn thấy là đề bài nó yêu cầu là in name, in gì nhỉ, in name này, in salary và in revenue. Đó thì như vậy mình sẽ gọi name, gọi salary và revenue. Đó, hoặc là các bạn có thể dùng cái super này, các bạn gọi tới cái hàm tool chain ở class char để các bạn lấy hai cái này cũng được nhá. Nhưng mà lời khuyên của mình là gì, nên dùng những cái này vì đề bài nó cũng rất hay lừa về cái thứ tự in ra. Đó, đúng nhá. Rồi mình xếp lại nhá. Đấy, bây giờ mình chạy thử này. Mình chọn, mình ấn name này, thì các bạn nên nhập theo đúng cái output đề bài, đúng không nhỉ? Còn bạn nào mà kiểu là hiểu rồi thì các bạn nhập như thế nào cũng được. Đây, nhập theo đề bài này, Anton này, à, Anton này, salary là 1.500 này, revenue là 31.000, đúng không nhỉ? Anton thích viết hoa luôn này. Salary 1.500 này, revenue là 31.000. Mình chọn 1. Đó thì như vậy là đã in ra theo đúng cái output của đề bài. Các bạn có thể đối chiếu vào trong cái đề bài này. Đó, ok chưa? Đấy là đối với TC1, được không? Còn khi mình chọn cái TC này là 2 thì mình cần phải làm những cái gì, được không? Nếu các bạn xem là yêu cầu để bài yêu cầu làm gì nhá, thì ở đây ý, mình phải hoàn thiện cái hàm get salary. Đấy, các bạn thấy là gì, trong mình phải hoàn thiện cái hàm get salary trong cái thằng seller này nhá. Đó thì đâu đấy là gì, các bạn vào trong seller thì ở đây mình có một cái hàm là hàm get salary và mình phải cốt ở trong cái hàm này, đúng không nhỉ, để đáp ứng được cái yêu cầu của đề bài. Đấy thì ở đây này, cái hàm get salary của mình ấy nó sẽ xác định cái lương của thằng seller, thì lương sẽ bằng basic lương cộng với bonus. Đấy có nghĩa là gì, kiểu doanh thu được bao nhiêu nó sẽ được thưởng ấy. Đấy thì ở đây này, bonus của mình nó sẽ bằng 5% của cái revenue nếu mà cái revenue của mình nó bé hơn 30.000, còn bonus sẽ bằng 10% của revenue. Đó thì đâu đấy gì nhỉ, lương này sẽ bằng lương cơ bản cộng với bonus. Đó thì bonus chính là bonus theo cái doanh thu, đúng không, tức là revenue ấy. Đó thì đâu đấy là ở đây mình sẽ phải làm như thế nào. Rồi mình sẽ khai báo một cái biến là double total nhá, có nghĩa là tổng lương ấy, ban đầu mình cho nó bằng 0. Đó, và bây giờ mình mới if này,
nếu nếu cái gì các bạn nhỉ, nếu revenue của mình ấy mà nó bé hơn 30.000 đúng không, thì cái total của mình sẽ bằng gì các bạn nhỉ, sẽ bằng lương đúng không, cộng với 5% của revenue. Đây các bạn thấy xem này, revenue bé hơn 30.000 thì lương sẽ bằng, thì bonus sẽ bằng 5%, tức là tổng lương sẽ bằng lương cơ bản cộng với 5% của revenue. Ok chưa? Đó, thì total sẽ bằng, thứ nhất là bằng lương thì mình sẽ gọi dùng super này, gọi tới hàm get salary cộng với 5%, tức là 0.05 nhân với revenue. Ok chưa? Đó, còn L tức là trường hợp nó bé, nó lớn hơn hoặc bằng 30.000 ấy, thì total của mình sẽ bằng super này chấm get salary cộng với 10% của revenue, tức là 0.1 nhân với revenue. Đó, được nhỉ? Và cuối cùng là mình sẽ return về total. Như vậy là xong. Như vậy là xong. Đó. À, ở đây mình sẽ là gì nhỉ? Đây là phải bé hơn 30.000. Đó, ok. Bây giờ mình test thử nhá. Chạy lại này. Name Anton. Salary 1.500. Bây giờ mình nhập, chứ là mình sẽ nhập cái revenue là 34.000 đúng không nhỉ? Đấy, nếu mà nhập có hai trường hợp này, là mình nhập 34.000 thì nó trả về kết quả là 4.600. Còn nếu mình nhập cái doanh thu là 29.000 thì là 2950, đúng không? Bây giờ mình nhập trước là 34.000 đi. Chọn 2. Ok, như vậy đã trả về được 4.600 là đúng với cái output của đề bài. Bây giờ mình sẽ test trường hợp còn lại là trường hợp nó bé hơn 30.000, tức là trường hợp bằng 29.000 đấy. Mình chọn là 2. Đó thì các bạn thấy là gì? 2.950 chính là bằng với output của bài. Như vậy là đã xong. Đó. Như vậy là chúng ta đã xong được câu 1 đúng không? Khá là dễ. 3 điểm, đúng không nhỉ? 3 điểm. Ok. Đấy, tiếp tục nhá. Câu 1 thì nó chỉ có một cái lưu ý rằng là cái contractor này các bạn nhớ cho mình là phải truyền vào đúng với theo cái thứ tự mà đề bài nó cho, đúng không nhỉ? Đó, tương tự ở bên đây cũng phải như vậy. Mình tắt đi nhá. Bài tiếp tục nào, đến câu quý 2 này. Và câu quý 2 nhá. Thì có vẻ như là ở đây nó có 4 cái class. À 3 class và 1 interface đúng không? Đó thì bây giờ mình xem là mình cần phải làm cái gì. Các bạn vào đề 2 này. Đề 2 này, mình đọc nhanh nhá. Đọc vào trọng tâm nhá. Bây giờ việc của mình này, unit này complete the code in class my cost and cost. Có nghĩa rằng là bạn phải hoàn thành code ở trong hai cái class MyCost và Cost này. Đó, đầu tiên là trong cái class Cost này thì có hai đầu tính là gì các bạn nhỉ? Free kiểu double và name kiểu string đúng không? Đấy, bây giờ mình tạo trước hai cái thuộc tính cho cái Cost này nhá. Ok, bây giờ mình sẽ vào trong cái class Cost này. Và mình sẽ thêm cho nó hai đầu tính là free và name đúng không? Private này, double, free, private, string, name. Đó, ok, ở đây mình cũng xóa này nhá. Xóa đi, ở đây là contractor không tham số. Tiếp đến là contractor full tham số. Thì như mình nói khi nãy là gì nhỉ? Các bạn nên copy này ra. Đó, tạm thời mình nhắm vào đây nhá. Mình xóa đi, mình tạo lại đúng không? Xóa đi, mình tạo lại này. Đó thì ở đây có vẻ như là cái thứ tự nó truyền vào là nó khác so với cái thứ tự ban đầu của đề bài. Chính vì thế là mình sẽ thay đổi bằng cái khi nãy, đúng không nhỉ? Ok. Tiếp đến này là mình sẽ getter và setter cho cái biến free và cái biến name này. Ở đây nó có sẵn cái hàm get của thằng name rồi. Đấy, thì bây giờ mình get set cho cái thằng còn lại đi. Đó, và bây giờ tí nữa xem là ở trong cái hàng get name này mình có phải chỉnh cái gì không, đúng nhỉ? Liệu rằng mình phải chỉnh cái này hay không. Đấy, thì bây giờ mình vào đề tiếp nhá. Ok, đây có máy nhá, đây đúng không? Mình xem đề nhá. Đây. Contractor này. Add need operation có nghĩa là add những cái hàm mà cần thiết đúng không? Ở đây, ok, ở đây các bạn có thấy là gì? Cái hàm get name của mình ấy là nó sẽ return về name, đúng chưa? Đó thì đâu đấy là ở đây mình thay cái này bằng cái gì các bạn nhỉ? Return về name là xong đúng không? Hoặc là các bạn xóa đi, các bạn viết lại.
xóa đi, các bạn tạo lại đúng không, chuột phải generate code để tạo lại đây. Rồi ok rồi đấy, thì bây giờ tiếp tục này là code and design cái class MyCos. Cái MyCos này nó sẽ được implement từ cái interface iCos đó, và việc của mình là mình sẽ hoàn thiện hai cái hàm trong cái MyCos này đấy. Bây giờ mình sẽ vào trong MyCos nhé. Ok, thì hiện tại là MyCos của mình nó đã implement từ cái interface iCos và nó có hai cái hàm F1 và F2, và việc của mình là mình sẽ hoàn thiện hai cái hàm này đó. Bây giờ các bạn vào xem yêu cầu của nó là cái gì nhá. Ok, hàm F1 này, các bạn xem này, hàm F1 của mình này, nó truyền cho mình một cái list A đúng không, cái list code A đấy. Cái list này thì là hàm main nó tạo sẵn cho mình rồi đúng không ạ, hàm main nó đã tạo sẵn và truyền dữ liệu rồi. Việc của mình là dùng cái list này và làm theo yêu cầu của đề bài thôi. Đó, thì đề bài yêu cầu là short cái list cái list A này đúng không nhỉ, tăng dần theo cái cost fee đó. Nếu mà người dùng chọn một đúng không, nếu mà mình chọn một thì mình sẽ short tăng dần theo cái fee đây, chính là cái fee này đây. Còn nếu không ấy thì mình sẽ short tăng dần theo giảm dần theo cái cost name đó. Và cái phép so sánh của mình ấy nó phải XNOK, có nghĩa là gì ạ, không phân biệt hóa thường, ok chưa. Đó, thì bây giờ mình sẽ vào đây mình xem nhá. Ở đây này, mình sẽ hoàn thành cái hàm F1 này. Đó, thì ở đây ST chính là cái người dùng chọn đúng không? Người dùng chọn một thì mình sẽ sort tăng dần theo phi. Còn nếu mà người dùng chọn những cái còn lại đúng không? Nó bảo auto wide mà, thì mình sẽ sort giảm dần theo name. Đó, ok nhá. Bây giờ mình sẽ tăng dần theo gì ạ? Theo phi trước, thì bây giờ mình if này. If ST. ST chính là cái người dùng nhập vào nhá. ST bằng với 1 thì mình sẽ dùng cái collection để mình sort, và mình sẽ sort theo phi đúng không ạ? Collection này. Đấy, các bạn sẽ dùng collection để các bạn sort một cái list object nhá. Chấm .sort. Đó, thì ở đây các bạn chọn cho mình cái comparator. Sort cái gì? Thì sort cái list A, và ở đây mình sẽ new một cái comparator nhá. Đó. Ok. Rồi mình sẽ implement cái method compare ở trong cái collection này để giúp cho mình sort đúng không nhỉ. Ở đây mình sẽ return về cái gì các bạn nhỉ? Mình sẽ return về ok, từ cái này hơi khó một chút nhỉ. Là cái fee của mình ấy, cái fee của mình này nó là kiểu double. Đó, thì bây giờ mình phải if else một chút chứ không được return luôn đúng không? If này, nếu o1.getFee mà lớn hơn o2.getFee thì mình sẽ return về một số dương để cho nó làm gì các bạn nhỉ? Nó đổi vị trí. Tiếp đến này, else if này, nếu mà o1.getFee mà bé hơn o2.getFree đó thì mình sẽ return về một số âm, thì ở đây mình sẽ return về -1. Còn trường còn lại là mình sẽ return về 0. Đấy, thì đối với correction này mình có một cái video rồi nhá, ở bên trên, thì các bạn có thể vào trong cái list video về Java các bạn xem nhá, cho nó kỹ được nhờ, về correction này nó rất là hay. Ok, còn đây ở đây nếu mà trường hợp còn lại là trường hợp else đúng không, else thì mình sẽ sort theo cái gì đó, thì mình cũng copy cái collection này xuống đúng không nhờ. Nhưng mà vấn đề đây là đề bài nó yêu cầu là gì, trường hợp còn lại là mình sẽ sort giảm dần theo name đúng chưa, thì mình sẽ return về O2 nhá. Có nghĩa là khi các bạn sort giảm dần ấy, thì các bạn để O2 trước đúng không nhỉ? Còn khi mà sort tăng dần thì các bạn để O1 trước. Đấy. Return về O2.getName.compare. Đó, thì ở đây các bạn có thể thấy là gì? Nó có hai cái hàm compare, một là compare to, còn hai là compare to XNOK. Thì đề bài nó yêu cầu là gì nhỉ? Must XNOK đúng không? Có nghĩa là mình phải dùng cái compare to XNOK. So sánh với cái gì? Thì sẽ so sánh với O1.getName. Đó. Còn cách nó sort thì tương tự, nếu mà trả về số dương thì là đổi chỗ, trả về số âm là không đổi, đúng không nhỉ? Đó, như vậy là xong. Bây giờ mình xếp lại và mình sẽ test theo cái dữ liệu của đề bài nhá. Mình chạy hàm main này. Ok,
Ở đây nó hỏi là có muốn add thêm cost nào hay không. Thì các bạn lưu ý nhé, ban đầu ấy là ở hàm main nó đã add sẵn cho mình ba cái cost vào trong cái list rồi. Và bây giờ mình có add thêm hay không thì tùy mình nhé. Thì ở đây mình cứ làm theo cái yêu cầu đề bài đi. Ở đây là mình sẽ add thêm một này, PRN292 và cost fee là 180 này. À nhầm, sorry. Đây mình phải nhập là, nó bảo là add thêm bao nhiêu cái cost đúng không? Mình sẽ nhập là một này. Cost name PRN292, cost fee là 180. Enter này. Bây giờ mình chọn function máy nha. Chọn một để test đúng không? Bây giờ mình chọn SM1. Đó thì các bạn có thể thấy gì nhỉ? Khi mình chọn SM1 đấy thì nó sẽ short tăng dần theo theo cái free được không? Đó, enter này. Ok thì không biết là như thế nào, bây giờ mình xem nhá. Output của mình là PRG này, PRF này, DBI này, PRG, PRF, DBI và PRN. Ok, như vậy là cái test 1 của mình đã đúng rồi. Đó thì ở đây các bạn có thể test thêm vài cái data này nhá cho nó chuẩn. Rồi bây giờ mình chạy lại, nhưng mà mình sẽ chọn 2, đúng không nhỉ? Mình chọn 2. Đầu tiên là mình sẽ vẫn add thêm một thằng là PRN292. Cost fee là 180 đúng không? Và mình sẽ chọn cái ST là 2 nhé. 180 này. Chọn test là 1, chọn test cây là ST là 2. Đó thì bây giờ là nó sắp xếp lại rồi đúng không? PRN292 xong đến PRI, xong PRF và DBI. Các bạn xem output đề bài này. PRN, PRG, PRF, DBI. Ok, như vậy đúng rồi. Đó, như vậy đúng rồi nhá. Đấy, thì như vậy là mình đã hoàn thiện xong được cái hàm F1 là chỉ short một cái list object theo một cái thuộc tính nào đấy. Đó thì các bạn sẽ dùng collection để các bạn short, đúng nhá. Rồi, tiếp đến này, hàm F2 này. Thì bây giờ các bạn xem là F2 yêu cầu cái gì. Hàm F2 của mình. Đây, F2 đây. Thì ở đây mình sẽ nhập thêm một cái fee nữa. Thì mình sẽ đếm và trả về số lượng cái cost trong cái list mà có cái cost fee lớn hơn hoặc bằng cái given fee, có nghĩa là cái fee nhập vào. Ok không nhỉ? Đó thì ở đây có nghĩa gì? Mình sẽ nhập một cái fee và mình sẽ tìm xem là trong cái list cost này có bao nhiêu thằng có cái fee lớn hơn hoặc bằng cái fee này, và mình sẽ trả về số lượng những thằng đấy. Được chưa? Thì ở đây mình sẽ khai báo một cái biến là cao bằng 0. Đó. Và bây giờ việc của mình là mình sẽ duyệt từ đầu đến cuối cái list A này. Đúng nhá. Mình sẽ dùng vòng for x để mình duyệt nhá. Ở đây mình để là o đi. Đó, thì ở đây if o mà chấm get free mà nó lớn hơn hoặc bằng free thì mình sẽ cho cao cộng cộng, đúng không? Vì sao các bạn nhỉ? Vì đề bài yêu cầu là đếm xem là có bao nhiêu cái thằng cost trong cái list A này mà có cái free lớn hơn hoặc bằng cái free mình nhập vào. Đó thì ở đây chính vì thế gì, khi mà o.get fee mà lớn bằng fee thì mình sẽ cho cao cộng cộng, và sau khi duyệt xong thì mình sẽ return về cao. Đó, như vậy là xong. Đó, và bây giờ mình cũng xếp lại và test thử nhá. Đây các bạn xem nó test cái gì đây. Mình sẽ nhập thêm một thằng nữa và mình sẽ nhập cái given fee là 150 vào, được nhá. Ok. Thêm một này. PRN292 cost fee là 180, chọn test cây là 2, nhập cái fee là 150. Ok, như vậy nó output cho mình là 2. Đấy thì xem là output đúng rồi nhá. Ok, như vậy là output đúng rồi đúng không? Các bạn thấy đối chiếu đây này, ban đầu là nó cho mình ba cái là có fee, là đầu tiên là 101 này, 150 và 120. Thì ở đây là có mỗi cái 150 này nó lớn hơn hoặc bằng cái given fee đúng không? Và thêm một cái nữa là cái 180 mình nhập thêm vào. Đấy thì như vậy là tổng cộng trong cái list này sẽ có hai thằng có cái fee lớn hơn 150. Đó thì đây các bạn phải test thêm cái trường hợp là gì nhỉ? Là mình nhập 115 đi. Thì khi mình nhập 115 thì đâu đấy nó sẽ đếm được là ba thằng đúng không? Kể cả cái thằng mình add thêm vào nhá. Bây giờ mình chạy thử này. Mình vẫn add thêm một PRN292 180. Chọn 2 này. Và bây giờ mình sẽ cho nó là 115 nhá. Đấy thì bây giờ các bạn thấy là gì? Output mình nó là 3 rồi đúng không? Vì sao ạ?
Đầu tiên là thằng này là thằng 1, thằng là được một một thằng rồi này. Tiếp đến là gì? Là 150, 120. Đấy, như vậy tổng cộng sẽ có 3 thằng có cái phi lớn hơn hoặc bằng 115, đúng không ạ? Đó, như vậy là đã xong được câu 2. Ok. Khá là nhanh đúng không? Tiếp đến này, bây giờ sẽ đến câu Q3 là câu cuối cùng này. Đó. Thì câu Q3 này nó chỉ có hai class thôi. Và bây giờ chúng ta hãy xem để nó yêu cầu cái gì nhá. Ok, đầu tiên là mình cũng phải hoàn thiện cái class là reservation code, whole information of reservation code đúng không? Đầu tiên là mình có hai cái biến là gì nhỉ? Là name này đúng nhỉ? Cái biến name kiểu string này, cái thứ hai là value cũng kiểu string luôn. Nhá, các bạn lưu cho mình nhá. Cái name kiểu string, value kiểu string. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ vào code này. Private, cái biến là string name trước đi, private string này, name đó, name hoặc là customer name cho nó giống với cái biến của đề bài cũng được nhá, string code nhá, đó. Đấy chứ, ở đây mình cũng tạo constructor đúng không? Đây các bạn có thể làm gì? Có thể xóa đi, nhưng mà lưu ý cho mình cái thứ tự này đúng không nhỉ? Đấy, mình copy này xong mình xóa đi, mình tạo lại cho nhanh. Nhưng mà đây mình sẽ phải thay đổi cái vị trí theo đúng cái, thay đổi cái thứ tự đúng không? Theo đúng cái thứ tự để bài nó cho. Đó. Tiếp đến là mình cũng getter setter cho những cái biến này đúng nhỉ? Ok. Đấy, tạm thời như vậy đã. Bây giờ mình tiếp tục này. Ok, thì kinh nghiệm của mình ấy là mình xem input output trước đi, đúng nhỉ? Đấy, thì khi mà các bạn chọn một đấy thì nó sẽ hiển thị cái gì ạ các bạn? Khi các bạn chọn một nó sẽ hiển thị ra ra name và ra cái code đúng không? Đó, thì đâu đấy là mình phải có một hàm tùy trình để mình in object. Đó, thì các bạn làm thừa hơn thiếu nhá. Làm thừa hơn thiếu nhá. Đấy, thì bây giờ là gì? Khi các bạn chọn một thì mình sẽ in ra cái object này. Đó, thì bây giờ mình sẽ có một hàm tùy trình để mình in object đúng nhá. Đây mình sẽ return về name này cộng với thuộc t cộng với code đúng không? Cái gì name các bạn nhỉ? Customer name này cộng với code. Ok, mình xếp lại và chạy thử nhá để test cái thằng TC bằng bằng một đúng nhá. Name của nó là gì các bạn nhỉ? Anton đúng không? K2M1D9 K2M1D9 Enter. Bây giờ mình chọn là 2 nhá. À, mình chọn là 1 chứ nhỉ. Đây, khi mà các bạn chọn 1 thì nó sẽ hiển thị ra cái thông tin đúng không? Đó, ok, như vậy là xong. Đấy, thì khi các bạn chọn 1 thì nó sẽ gọi tới cái hàm tùy trình để nó in ra cái object reservation code này đúng nhá. Đó. Cái thằng 1 này khá là dễ đúng không? Vậy xem cái thằng két cái 2 nó yêu cầu cái gì nhá. Cái hai này nó bảo là mình bây giờ nhá, mình phải sẽ hoàn cái thằng test cái hai ấy, là mình sẽ hoàn thiện hàm get code này này đúng nhỉ. Đó, và giả sử độ dài của cái code nó chia cho 3 thì mình sẽ return theo cái luật dưới đây. Đấy, thì các bạn có thể xem cho mình này, đây mình xem output cho nó dễ hiểu này. Giả sử mình nhập cái code là gì nhỉ, K2M76A, thì khi mà output thì nó sẽ có nghĩa là nó sẽ phân cách 3 đoạn một đúng không, có nghĩa là sau 3 đoạn nó sẽ thêm cho mình một cái dấu cái ngang như thế này đó. Thì đây đề bài nó giả sử rồi là cái len của cái code này nó phải chia cho 3 đó, thì các bạn có thể nhập 3 cái này, nhập 6 cái này, nhập 9 cái đúng không ạ. Đó, và mình sẽ chia nó làm thành từng cái 3 đoạn và thêm một cái dấu gạch ngang vào đằng sau đúng nhá. Đấy, bây giờ nhá, việc của mình là mình phải xử lý cái hàm get code này này đó, xử lý như thế nào đúng nhá. Thì ở đây mình sẽ khai báo thêm một cái biến string result nữa nhá, có nghĩa là result của mình nó sẽ là cái kết quả này này, kết quả trả về này là theo đúng cái output này đó. Thì bây giờ mình khai báo một cái biến string result, bắt đầu mình cho nó là rỗng đi đó, và dưới đây mình sẽ return về result này rồi. Ok, đấy thì bây giờ việc của mình là mình sẽ
mình sẽ duyệt từ đầu đến cuối cái code này đúng không, và cứ lấy ba đoạn một ra rồi cộng thêm một cái gạch nữa là được, đúng nhá, lấy ba đoạn một cộng thêm một cái gạch đó. Ok, thì ở đây mình sẽ duyệt từ đầu đến cuối cái code này nhá. Mình dùng for i này, i chạy ở không, i bé hơn code đúng không, chấm và sáng đề xuất cái gì nhỉ, code chấm chấm len đó. Như vậy là mình sẽ duyệt từ đầu đến cuối. Ok, ở đây là mình sẽ làm gì các bạn nhỉ, mình sẽ tìm ba đoạn, nói chung là mình sẽ add ba cái vào, sau đó thì mình sẽ thêm một cái dấu gạch ngang đúng không nhỉ. Thì đây result sẽ bằng result cộng với code chấm chart y đúng không đó. Nhưng mà đây khi nào thì mình sẽ cộng thêm một cái dấu gạch ngang nữa đúng không? Ở đây mình cứ cộng lần lượt đây. Mình ví dụ cái biến của mình, cái dãy của mình là gì nhỉ, k2m1d9 đúng không, k2m1d9 đó. Thì bây giờ nhá, mình cộng k này đúng nhỉ, mình cứ cốt chấm chart đi, mình cộng k, xong mình cộng 2, mình cộng m đó. Thì sau khi cái m là mình sẽ cộng thêm một cái dấu gạch ngang đó, thì đâu đấy là gì nhỉ, bây giờ chúng ta hãy tìm xem là cái quy luật của mình là khi nào thì mình cộng thêm dấu gạch ngang đấy. Ban đầu y bằng 0 này thì mình sẽ lấy chữ k này, y bằng 1 thì mình sẽ lấy được số 2 đúng không, khi y bằng 2 mình sẽ lấy được chữ m đó. Thì sau khi mà y bằng 2 là mình sẽ cộng thêm một cái dấu gạch ngang vào cái chỗ result này đó. Sau khi y bằng 2 thì có nghĩa là gì nhỉ, if mình sẽ if nhá, nếu mà y cộng với 1 đúng không các bạn, nếu mà y cộng 1 ấy mà nó làm gì nhỉ, nó chia hết cho 3 đúng chưa. Nếu mà y này cộng với 1 này mà nó phần trăm cho 3 này bằng 0, có nghĩa là nó sẽ chia cho 3. Thì mình sẽ cho cái result này cộng thêm cái dấu gạch ngang nữa đó. Thì result sẽ bằng result cộng với gạch ngang đúng chưa. Đây các bạn để xem cho mình nhá, đầu tiên là y bằng 0 là chữ k, y bằng 1 là số 2, y bằng 2 là chữ m đấy. Thì y bằng 2, sau khi mà y bằng 2 là mình đã lấy được cái thằng chữ m mình add vào trong cái kết quả rồi. Và bây giờ việc của mình là mình phải làm gì như này nhá, k này, 2 này, m này, bây giờ mình sẽ thêm cái dấu gạch ngang vào cái result này đúng không đó. Thì đâu đấy là nếu mà cái y cộng 1 theo đúng cái quy luật này đúng không, là y bằng 2 thì mình sẽ cộng thêm một cái gạch ngang sau nữa. Thì nếu mà y cộng 1 nó chia cho 3 ấy, thì mình sẽ cộng thêm cái dấu ngang nữa đó. Và tạm thời bây giờ mình thử xem là kết quả nó đúng hay chưa đúng nhá, xếp lại chạy lại nhá. Name là Anton này, rồi code mình sẽ thử luôn cái này đi, mình chọn là 2. Ok, thì như vậy là có vẻ như là sắp thành công rồi, mình đang bị thừa mất một cái dấu gạch ngang ở cuối đúng chưa, thừa một dấu gạch ngang ở cuối này. Thì ở đây các bạn rất là dễ thôi, mình sẽ cắt đi là được đúng không các bạn, cắt đi hoặc là làm gì nhỉ, khi nào mà thằng y này nó kiểu là khi mà thằng y nó chạy về cuối cùng đấy thì mình sẽ không thêm gạch ngang nữa. Có nghĩa rằng ở đâu đấy là gì, nếu mà y của mình nó lên 5 rồi đúng không các bạn, 0 1 2 3 4 5 đấy, nếu mà nó lên 5 rồi ấy, có nghĩa là về vị trí cuối cùng ấy thì mình không thêm gạch ngang nữa. Thì ở đây mình sẽ thêm một cái điều kiện nữa là gì nhỉ, và đúng không, phải có đủ hai điều kiện là y nó khác với code chấm len đó, thì mình sẽ mới cộng thêm cái dấu gạch ngang này. Còn khi mà nó y nó chạy đến cuối cùng tức chấm len trừ 1 đúng không, vị trí cuối cùng là chấm len trừ 1 nhá, là len trừ 1 các bạn nhá. Đấy, bạn thấy là gì, độ dài của mình nó là 6 nhưng mà cái thằng số 9 này nó nằm ở vị trí số 5 thôi đó. Thì khi mà y chạy tới cuối cùng tức là vị trí là len trừ 1 thì mình sẽ không cho cộng đó, còn những trường hợp còn lại là mình cho cộng đúng không. Mình xếp lại và test lại nhá, Anton này, code mình sẽ nhập thử cái này, chọn 2 nhá. Ok, như vậy đã thành công. Bây giờ mình sẽ test thêm một trường hợp nữa nhá, thêm đi đó. Bây giờ là hiện tại là cái code của mình nó là 12 ký tự, mình chọn 2 vẫn thành công đó. Như vậy là đã xong được câu cuối cùng đúng không đó, cũng
khá là hay được nha. Đấy thì bây giờ nhá, cái code này và cái đề mình sẽ để ở trong cái phần miêu tả. Đấy thì các bạn sẽ tải về và các bạn thực hành lại nhá. Đó. Chúc các bạn sẽ đạt điểm 10 trong cái kỳ thi PE cuối kỳ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.